Cô An hét toáng lên rồi đóng sập cửa lại. Chú Bắc chạy vội ra. Chị An, chị bị sao thế? Cô An lắp bắp. Cái dây thòng lọng. Chú Bắc nhíu mày rồi mở toang cửa ra. Sợi dây thòng lọng nằm ngay trước mặt chú Bắc. Chú nhặt sợi dây lên, thắc mắc. Sao lại có sợi dây ở đây? Chẳng lẽ đêm qua có kẻ nào đã bỏ lại ở đây ư? Bà Tâm đi ra nhìn, thấy sợi thòng lọng, mặt mũi cũng tái mét. Có chuyện gì vậy? Sợi thòng lọng ở đâu ra vậy? Cô An đáp. Con vừa mở cửa ra thì nó rơi ngay xuống trước mặt con mẹ ạ. Chú Bắc cầm sợi dây vào nhà, chú nói. Chẳng lẽ có kẻ nào tính dọa ma quỷ ở nhà chúng ta hay sao? Cái này chỉ người nào đó cố ý bỏ lại đây, chứ ma quỷ nào đem sợi dây vào đây được. Bà Tâm đáp. Kỳ lạ thật, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chú Bắc đứng dậy đi thẳng sang nhà chú Mạnh gọi cửa. Chú Mạnh lúc ấy cũng đang chuẩn bị đi làm. Thấy chú Bắc sang nhà bèn trêu. Chú có bắt được con ma đêm qua hay không? Chú Bắc đáp. Em không thấy con ma nào cả, nhưng sáng chị An thấy cái này ở cửa. Anh xem có phải kẻ nào đã cố ý để ở đây dọa chị ấy hay không? Chú Mạnh nhìn sợi dây hơi nhăn mày. Sợi thòng lọng của chú Nam đã dùng thắt cổ à? Tôi tưởng đã có người đốt nó rồi cơ mà. Chú Bắc. Cùng loại dây thần thoa nạ, dây này anh Nam buộc chuối, nhà em có nhiều lắm. Chú Mạnh. Cô An thấy sợi thòng lọng ở đâu? Ở ngay cửa ra vào anh ạ. Chị ấy mở cửa ra thì thấy luôn. Chú Mạnh. Có kẻ nào tính dọa ma nhà cô An đấy chú ạ? Tôi nói rồi mà, làm gì có ma với quỷ. Chú Bắc. Anh làm công an, anh có thể giúp chúng em tìm hiểu chuyện này không ạ? Chú Mạnh. Chuyện của chú Nam đã qua rồi, chú ấy cũng mất hơn 3 tháng rồi mà. Giờ chú muốn tôi tìm hiểu kiểu gì? Chị An nhà em nhát ma lắm, lại kết hợp chuyện mẹ em với bọn trẻ con nhà chị ấy nhìn thấy cái bóng trắng ở vườn chuối nữa, nên chị ấy lo chuyện chẳng lành. Chị ấy với mẹ của em đi xem thầy bói, thầy gọi là anh Nam nhà em chết quan, có quan tình gì đó, nên chị ấy sợ. Chú về khuyên cô ấy đừng tin bói toán, kẻo lúc tiền mất tật mang đấy. Trên đời này làm gì có ma mà sợ. Hơn nữa, chú Nam tự tử, chứ làm gì mà có oan tình. Chẳng lẽ bên công an đã kết luận rồi sao? Dân, em cũng biết thế, em cũng không tin ma quỷ cho lắm. Nhưng chuyện mẹ em bị nhập, rồi thằng Mít bé tí cũng bị nhập, nên em không tin không được anh ạ. Được rồi, chuyện này chúng ta nói chuyện sau. Tối tôi đi làm về, sẽ sang nhà nói chuyện với cô An. Giờ tôi đi làm đã. Chú Bắc cũng về đi làm. Hai mẹ con cô An cả ngày đứng ngồi không yên vì sợi dây thòng lọng xuất hiện ở cửa. Cô An băn khoăn. Có khi nào đây là sợi dây thòng lọng thầy Mâu đã nhắc tới không mẹ? Thầy ấy nói có ít nhất 4 mạng người tiếp nữa. Con lo lắm mẹ ạ. Bà Tâm cũng rất lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh con dâu. Con cứ bình tĩnh đi. Anh Mạnh cũng nói cái này do người nào đó làm chứ không phải do ma quỷ rồi còn gì nữa. Chúng ta chờ anh Mạnh đi làm về rồi xem anh ấy nói gì. Nhưng mà chuyện bóng ma trong vườn chuối thì giải thích sao hả mẹ? Bà Tâm thở dài. Chúng ta giờ cũng đâu biết được mọi chuyện là thế nào. Có khi nào quý nhân mà thầy Mâu nhắc đến là anh Mạnh công an không con? Cô An lắc đầu. Cô không biết mẹ ạ. Anh Mạnh có phải là thầy Mâu đâu ạ. Anh ấy là công an và không tin mấy chuyện ma quỷ này đâu. Tối đó, mọi người tập trung tại nhà cô An. Chú Mạnh nhất mực khẳng định không thể có chuyện ma quỷ xuất hiện. Sợi dây thòng lọng rất có thể do kẻ nào cố ý để lại nhà cô để dọa mọi người. Có thể đó là kẻ trộm muốn trộm cắp đồ trong nhà cô An, đã lợi dụng cái chết của chú Nam và việc nhà cô tin bói toán nên sắp xếp như thế. Chú Đông và chú Bắc bán tín bán nghi nhưng không dám khẳng định chắc chắn, bởi lẽ cả hai tận mắt chứng kiến dông nhập bà Tâm và cô Mít trong các ngày thầy Hiện làm lễ cho chú Nam. Cô An thì rất hoang mang lo sợ. Cô cứ một mực khẳng định chắc chắn có bóng ma nào đó đang tìm cách hại gia đình cô. Sau cùng, chú Mạnh nói, tôi vẫn tin trên đời này không có ma quỷ gì cả. Nếu đêm nay con ma ấy xuất hiện thì mọi người gọi điện sang nhà tôi. Tôi nhất định sẽ giúp mọi người bắt con ma ấy lại. Đêm đó, cả chú Đông và chú Bắc ở lại nhà cô An. Cả nhà thức tận khuya qua 1 giờ nhưng không hề thấy bóng ma xuất hiện. Đột nhiên, tiếng chó lại tru lên, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Bà Tâm lo lắng. Tiếng chó tru đêm nay lạ lắm, có khi nào con ma lại xuất hiện hay không? Chú Bắc và chú Đông lập tức người cầm đèn, người cầm gậy đứng ra cửa quan sát. Phía vườn chuối quả nhiên có tiếng động. Một bóng trắng lượn lờ ở vườn chuối đập luôn vào mắt hai người. Chú Đông gọi, mọi người xem, có
có phải con ma đó không? Cô An và bà Tâm cũng đứng sát ra cửa, nhìn chằm chằm về vườn chuối. Quả nhiên, con ma áo trắng lại xuất hiện. Nó quay đầu nhìn về phía mọi người, mắt nó đỏ rực, rồi lại nhấp nháy. Chú Đồng bàn với mọi người. Con và anh Bắc sẽ ra ngoài kia. Mẹ với chị An ở yên trong nhà. Nếu có chuyện không hay, gọi điện cho bác Mạnh. Con nghĩ là trộm, chứ không phải ma quỷ gì đâu. Nói xong, chú mở cửa cùng chú Bắc, tiến thẳng ra vườn chuối. Điện trong nhà nhấp nháy liên hồi, rồi tắt ngấm. Cô An bám chặt tay mẹ chồng. Mất điện rồi mẹ. Mẹ chồng cô lo lắng. Cô mau điện thoại cho anh Mạnh đi. Mẹ thấy không ổn. Cô An sực nhớ ra nhà đang sử dụng điện thoại không dây. Mẹ ơi, điện thoại nhà con mất điện là không gọi được. Ngoài vườn chuối, tiếng chú Bắc hét lên rồi im bặt. Chiếc đèn mỏ cũng tắt theo. Bà Tâm mở vội cửa chạy ra ngoài. Mau kêu người tới cứu đi con, thằng Bắc có chuyện rồi. Cô An kéo lấy tay mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ ra đó nguy hiểm lắm. Bà Tâm lao dội ra ngoài, miệng hô hoáng. Cứu người, có ai không, mau cứu người. Tiếng bà Tâm hô to là mấy nhà hàng xóm cũng dậy mở cửa chạy sang xem. Chú Mạnh bên kia cũng bật tường chạy sang hỏi. Có chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cô An hô lên. Chú Bắc với chú Đông biến mất ở vườn chuối rồi. Mọi người nhào ra vườn chuối, thấy bà Tâm đang ngồi ôm lấy hai con. Trời ơi, con làm sao thế này? Có ai không, mau cứu lấy con tôi. Cả hai anh em, chú Đồng đang nằm gục trên đất. Chú Mạnh bế xốc chú Đồng dậy. Người hai chú không có bất cứ vết thương nào. Chú hô, mọi người, mau đỡ họ vào nhà giúp tôi đi. Chú Mạnh lấy đèn soi một lượt quanh giường, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, nên cũng vào nhà ngay sau đó. Cô An ấp tay lên ngực, kiểm tra, thấy hai chú vẫn còn sống, vừa khóc vừa nói. Tim vẫn đập, may quá, có ai gọi cho tôi cái xe cấp cứu đi. Hai anh em chú Đông được đưa vào viện, ngay sau đó, xe đi được nửa đường thì hai chú tỉnh lại. Bà Tâm nước mắt lưng tròng. Con ơi, con sao rồi, con làm mẹ lo quá. Chú Đông hỏi, có chuyện gì vậy mẹ, đây là đâu? Bà Tâm đáp, có chuyện gì ở vườn chuối, mẹ thấy tiếng thằng Bắc hét lên rồi im bặt. Mẹ hô hoán mọi người sang thì thấy hai con nằm gục trên đất. Chú Đông ôm đầu nhăn nhó. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng con đi ra giường thì cái bóng trắng ấy biến mất. Anh em con soi đèn tìm kiếm thì bất ngờ con bị ngất liệm đi. Nhưng mà có điều lúc ấy người con cảm giác lạnh lắm. Cô An hỏi chú Bắc. Chú thấy cái gì? Sao chú lại hét lên vậy? Chú Bắc nhớ lại. Lúc ấy em nhìn thấy con ma. Con ma ấy có đôi mắt đỏ rực. Em vừa tới gần thì thấy miệng nó há ra rồi thở ra một luồng khí lạnh. Em sợ quá hét lên thì bị ngất liệm đi luôn. Đúng là trong vườn nhà mình có ma thật đấy. Bà Tâm hỏi, có phải thằng Nam không con? Chú Bắc lắc đầu. Con không thấy mặt của nó vì toàn thân màu trắng toát, trừ hốc mắt sâu và đỏ rực, nhìn rất đáng sợ. Chú Mạnh nghe vậy nhíu mày. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy được chứ? Có đánh chết tôi cũng không tin trên đời này có ma. Tôi sẽ điều tra lại chuyện này xem sao, chắc chắn có ẩn khúc gì ở đây. Chú Đồng và chú Bắc đều bình an vô sự nên mọi người trở về nhà. Ai cũng mệt mỏi vì bí ẩn cái bóng trắng trong vườn chuối. Hàng xóm bắt đầu bàn tán về chuyện ma quái nhà chú Nam. Hầu như mọi người đều bán tín bán nghi về chuyện có ma quỷ ở đấy, trừ chú Mạnh không tin mà thôi. Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu tập trung rình mò xem con ma ấy có xuất hiện hay không, thì tuyệt nhiên nó lại hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Chú Bắc hoài nghi. Không lẽ con ma lại sợ chúng ta nên không đến nữa? Chú Đồng đáp. Ma nó mà sợ thì đã không xuất hiện dọa hai anh em ta ngất liệm ở vườn chuối rồi. Mà anh còn thấy nó, chứ em còn chưa kịp nhìn đã ngất mất rồi, còn đâu nữa? Chuyện cứ kỳ bí như thế, không ai có lời giải đáp chính xác. Cô An thì ngày đêm thấp thỏm lo âu đến mức ăn không ngon ngủ không yên. May mắn có cậu Tiến đi công tác trở về. Cậu nghe chị gái kể lại mọi chuyện cũng bắt đầu lo lắng. Nếu vậy, chúng ta nhanh chóng tìm thầy về trấn ma chị à. Cô An, chị cũng đi, nhưng mấy lần đều không gặp đúng thầy. Người ta nói không có duyên, nên chưa gặp được cao nhân cậu à. Cậu Tiến đáp, chúng ta cứ phải tìm thôi, chứ cứ ngồi nhà chờ thì biết làm sao. Ngay từ ngày anh Nam mất, em đã linh cảm chuyện chẳng lành rồi. Chắc chắn chuyện này không kết thúc dễ dàng như thế đâu chị. Ngày mai, em xin nghỉ, sẽ đưa chị đi gặp thầy Mo ở Cao Bằng. Thầy này mới ở nước ngoài về,
lập đàn trả nợ Tào Quan cho sếp em ở trên chùa. Em nghe người ta nói thầy này giỏi lắm chị ạ. Cô An nghe nhắc tới chuyện thầy ở nước ngoài về thì mừng như bắt được vàng. Chúng ta đi ngay được không cậu? Thầy Mâu lần trước chị gặp cũng nói thầy đó ở nước ngoài. Cậu Tiến đáp, hôm nay thầy bận lập đàn rồi chị, em có nhờ sếp em giúp đỡ. Ngày mai chị em mình sẽ sang nhà sếp em gặp thầy trao đổi, hy vọng là nhà mình có duyên được thầy chiếu cố. Ngày hôm sau, cậu Tiến chở cô An đến nhà sếp Tân. Anh Tân được Tiến nhờ giả nên vui vẻ nhận lời giúp đỡ hai chị em. Cô An tới nơi đã thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo nhà chùa ngồi ở phòng khách uống nước. Cô chưa kịp lên tiếng chào thì thầy đã nói trước. Cô tới nhờ tôi giúp trấn dòng có đúng không? Cô An đáp, dân con chào thầy, con nghe nói thầy về Việt Nam có việc nên nhờ anh Tân sắp xếp xin gặp thầy, nhờ thầy phát tâm làm phúc cho con ạ. À. Thầy gật gù, cô có mang ảnh người đã khuất đến đây hay không? Cô An lúng túng, dạ thưa thầy, con không biết nên không mang ảnh chồng con theo ạ. À. Thầy vuốt râu nhấp chén nước rồi đáp, thôi cũng được, tôi xem qua chữ viết vậy. Cậu Tiến đưa cho cô một cây bút để cô viết tên chú Nam, kèm ngày tháng năm sinh lên giấy. Thầy nhìn dòng chữ, chân mày nhíu lại, đăm chiêu rất lâu, rồi từ từ đáp. Người này chết oan, nhưng có thầy trấn cho rồi, cô còn muốn sao nữa? Cô An nhìn sang cậu Tiến. Cậu Tiến thấy vậy nên vội đáp lời thầy. Dạ thưa thầy, vậy là anh Nam nhà con không có chuyện gì nữa ạ? À? Đúng rồi, có thầy Mo đã dẫn dòng này đi rồi mà. Tôi không thấy có gì bất thường ở đây cả, mọi chuyện vẫn yên ổn. Cô An vội đáp, nhưng trong vườn nhà con còn một bóng trắng hay xuất hiện vào ban đêm, cái bóng ấy còn làm hai em của con ngất lịm đi nữa. Thầy lắc đầu, tôi không biết và không thấy nhà cô đã xảy ra chuyện gì lạ cả. Hiện tại trong nhà chỉ có một dòng chết oan là chồng cô. Chồng cô vốn chưa tận số nhưng lại chết sớm nên bị oan. Tuy nhiên, anh ta đã được thầy đưa đi tu luyện rồi. Tôi xem trên chữ của cô thấy hoàn toàn không có chuyện gì nữa. Cô An, con có thể mời thầy về nhà con một chuyến được không ạ? À? Tại con hay mơ, thấy ác mộng, nhất là con bị ám ảnh bởi sợi dây thầm lọng. Cô An kể lại tỉ mỉ một lần giấc mơ và những chuyện xảy ra trong nhà cho thầy nghe. Thầy chỉ ngồi lặng im một hồi không nói gì. Cậu Tiến nhắc, dạ thầy có thấy chuyện gì lạ không ạ? À? Thầy ngẩng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô An. Có phải cái chết của chồng cô có liên quan đến cô hay không? Vong oán phần 14, tác giả Hà Dương, Phú Dương. Cô An sững sờ. Thầy ơi, con thật sự không rõ nguồn cơn, nhà con tại sao lại tự tử thương tâm như vậy? Quả thật chúng con không có bất cứ xích mích gì cả. Thầy gật gù. Tôi biết, nhưng tại sao cái dòng cứ muốn đuổi cô khỏi nhà? Cô An đáp. Con cũng muốn biết lý do tại sao anh Nam nhà con đuổi con khỏi nhà đi nơi khác sinh sống. Lần trước thầy Hiền cũng làm lễ cho nhà con một lần, nhưng anh ấy cũng không nói lý do tại sao lại như thế. Thầy chép miệng. Thật tình, tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại như thế. Nếu là một phong bình thường như những người khác, thì chỉ cần thầy về làm lễ trấn là xong. Tôi cũng thấy dòng của chồng cô đã theo thầy tu đạo. Tuy nhiên, cô lại một mực khẳng định cái dòng ấy vẫn về nhà quấy phá, thì tôi mới lấy làm lạ. Thầy trầm ngâm một lát rồi nói, tôi sẽ qua nhà cô một chuyến xem đất cát nhà cô có điều gì lạ hay không. Cậu Tiến vui vẻ, nếu vậy thì may mắn cho gia đình chúng con quá thầy ạ. À. Cậu Tiến gọi xe cho thầy về nhà cô An. Vừa vào tới cổng, thầy quay sang nhìn chằm chằm vào cây mít. Cô An nói, chồng con dại dột treo cổ lên cây mít này thầy ạ. À. Thầy lắc đầu, oan tình này biết làm sao mà giải. Cậu Tiến hỏi, thầy có thấy gì lạ không ạ? À? Thầy lắc đầu, đất này đã được thầy trấn rồi, sẽ không còn vong nào vào quấy nhiễu nữa mới đúng. Cô An, vâng, lần trước thầy Hiện đến làm lễ cúng có trấn rồi ạ. À? Thầy gật gù, thầy Hiện ấy quả nhiên là người có tâm, mọi chuyện đã ổn rồi, tôi không cần ở đây nữa. Cô An ngơ ngác, thầy ơi, vậy là sao hả thầy? Thầy đáp, nhà này trấn yểm chặt chẽ, thầy trấn cũng rất cẩn thận và có tâm, vậy tôi ở đây làm chi nữa? Cậu Tiến, vậy nghĩa là thầy không thấy gì bất thường ở nhà chị con hay sao ạ? À? Thế bóng ma trong giường là thế nào?
Thầy rút trong túi ra hai đồng âm dương. Tôi muốn nói chuyện với vong linh gia tiên. Mọi người chuẩn bị cho tôi một lễ trái cây càng nhanh càng tốt. Cô An vội vã mua lễ theo lời dặn của thầy. Khi ba nén nhang tàn, thầy bắt đầu lẩm nhẩm khấn và xin âm dương. Đáng tiếc thầy xin ba lần đều không được. Thầy đáp, phần âm nhà cô không muốn nói chuyện. Chúng ta không thể thỉnh họ lên hỏi rõ nguồn cơn mọi việc kỳ lạ đã xảy ra ở nhà cô được. Tuy nhiên, bước chân vào nhà tôi lại có linh cảm không tốt. Nếu đúng như những gì tôi cảm nhận được thì oán khí quá nặng, có lẽ sắp có hạn lớn. Cô An hoang mang lắm, sự sợ hãi hiện rõ lên khuôn mặt phờ phạc do lo lắng và mất ngủ lâu ngày. Cô hỏi, vậy thầy không có cách nào giải được hay sao? Thầy nhìn cô An rồi đáp, có một cách, đó là cô chuyển chỗ ở đi nơi khác. Thầy ra về, mọi chuyện vẫn không được làm sáng tỏ. Cô An suy nghĩ và phân vân rất nhiều về lời thầy nói, cũng như lời chú Nam báo mộng cho cô trong các giấc mơ. Cô muốn chấm dứt mọi chuyện, nhưng để chuyển nhà đi nơi khác là điều cực kỳ khó khăn, bởi lẽ sức cô có hạn, con cô còn nhỏ. Mẹ chồng cô nghe được mọi chuyện cũng khuyên, nếu quả thật chuyển nhà đi nơi khác có thể chấm dứt mọi chuyện thì con đi cũng được, mẹ chỉ lo còn phận đàn bà lại ôm hai con nhỏ thì sẽ khó khăn. Cô An phân vân, nhưng thực sự căn nhà này là công sức của hai vợ chồng con hơn chục năm trời, con không nỡ bỏ mẹ ạ. Nếu buộc phải đi, chúng con mua nhà khác ở gần đây chứ không muốn đi khỏi nơi này. Cô An nói là vậy nhưng vẫn không chủ bụng muốn chuyển đi, cô muốn gặp thầy Hiện một lần nhờ giúp đỡ. Sau sự cố, cả chú Bắc và chú Đông bị hù tới ngất lịm ở vườn chuối. Mọi người bàn ban ngày cô An ở nhà nhưng buổi tối thì sang nhà mẹ chồng ngủ cho yên tâm. Cô An chuyển hẳn sang nhà mẹ chồng ở tạm mấy ngày chờ thầy Hiện. Mai thay, thầy đi đúng một tuần rồi về. Cô An gặp được thầy mừng rơi nước mắt. Cô kể cho thầy nghe mọi chuyện, làm thầy cũng bất ngờ. Bởi lẽ thầy khẳng định, từ ngày thầy dẫn vong chú Nam đi đến giờ, chú đều an phận tu đạo. Cô An mời thầy sang nhà một chuyến, thầy cũng vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên thầy nói, không thấy điều gì lạ ở nhà cô hết. Thầy nghi ngờ có kẻ nào đã và đang cố tình làm trò ma quỷ trên đất nhà cô. Nghi ngờ của thầy nhận được sự đồng thuận của vài người. Vài người thì bán tín bán nghi. Thầy liền đưa cho cô An một bọc nhỏ và dặn, nếu quả thật có ma quỷ xuất hiện ở đây thì cô cứ mang cái túi này bên người. Cái túi này tôi đã trị chú, tôi tin không ma quỷ nào làm hại cô được. Tuy nhiên, nếu do người làm thì tôi nghĩ mọi người nên nhờ công an can thiệp. Tôi khẳng định tôi đã trấn bùa thì không thể có vong nào vào nhà cô quấy phá được. Cô An nhận lấy cái túi nhỏ của thầy Hiện, thầy chào mọi người rồi ra về. Vừa đúng lúc, chú Mạnh đi ngang qua nhà cô An. Chiếc xe của thầy không tài nào nổ máy được. Thầy lẩm bẩm, kỳ lạ, sao xe lại hỏng vào lúc này? Không lẽ là điềm báo không tốt ư? Thầy rút trong túi ra chiếc hộp nhỏ. Ánh mắt thầy trở nên trầm tư. Thầy quay lại nói với cô An, có lẽ tôi nhầm rồi, nhà này có điều gì đó rất lạ. Mặc dù tôi không biết nó là cái gì, nhưng hộp âm dương của tôi rất ít khi phát ra âm thanh như thế. Cô An nghe thầy nói biến sắc mặt, thầy ơi, thầy làm ơn giúp gia đình con. Thầy tinh thông âm dương, chứ chúng con đâu nghe đâu biết điều gì mà tránh được thầy ơi. Thầy hít một hơi dài, hơi lạnh bất giác bao trùm lên căn nhà. Thầy rùng mình, nó đang ở đây, rất gần, đáng tiếc tôi không thấy gì cả. Mẹ chồng cô An hoang mang không kém. Cái gì đang ở đây vậy thầy, giờ chúng ta phải làm sao? Thầy lắc đầu, tôi chỉ cảm nhận được, nhưng tiếc là tôi không thấy. Dường như có người cố tình che mắt tôi. Chú Đông cũng vừa đi làm về, liền chạy tới nhà cô An ngay. Chú nghe thầy nói vậy, bèn hỏi, có khi nào là quỷ không thầy? Con lo là có quỷ, nên anh Nam nhà con mới năm lần bảy lượt muốn chị An nhà con chuyển nhà đi. Thầy đáp, tôi không cảm nhận được nữa. Chẳng lẽ tôi già rồi nên bị nhầm lẫn chăng? Lúc nãy rõ ràng là tôi đã thấy. Chú Mạnh kiểm tra xe cho thầy, chiếc xe nổ máy được bình thường. Thầy chép miệng, đúng là rất kỳ lạ. Chú Mạnh, có gì kỳ lạ đâu ạ? Tôi thấy mọi người đang lo lắng quá rồi, trên đời này vốn dĩ làm gì có ma quỷ. Thầy chau chân mày nhìn về phía chú Mạnh, anh nói như vậy chẳng khác nào báo tôi lừa gạt mọi người sao? Chú Mạnh đáp,
Nếu mà thật sự ma quỷ thì tôi sẽ là người đầu tiên đi bắt chúng. Thầy bỗng dưng nhìn chằm chằm vào chú Mạnh. Tôi nói cho anh biết, gia đình anh nên cẩn thận, tháng tới nhà anh chắc chắn gặp đại nạn. Chú Mạnh nghe thấy vậy tức giận. Ông ăn nói nhảm nhí cái gì đấy, đừng làm trò ma quỷ lừa gạt người khác nữa. Ông có tin tôi bắt ông vào tù vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan hay không? Mọi người thấy chú Mạnh phản ứng gay gắt, dội dàng, giảng hòa. Chú Mạnh tức giận, bỏ về, không ở lại nhà cô An nữa. Thầy nhìn theo bóng lưng của chú Mạnh rồi đáp. Có chuyện không hay rồi, đại nạn này khó có thể vượt qua được. Cô An thắc mắc. Thầy nói chuyện nhà con hay chuyện nhà bác Mạnh ạ? Thầy thở dài. Tôi đang nói chuyện gia đình anh lúc nãy. Nếu gia đình họ sang tháng mà không có tang thì cứ chặt đầu tôi đi. Ánh mắt mọi người nhìn thầy Hiện có vẻ khó hiểu. Thầy móc trong túi ra một lá bùa đưa cho cô An. 12 giờ đêm nay, nếu có thấy những chuyện ma quái như trước, hãy dán lá bùa này lên cửa, dán phía trong nhà là được. Nếu như sau này không còn chuyện ma quái nữa thì nhà cô coi như yên. Ngược lại, nếu lá bùa này không có tác dụng thì có lẽ là tôi già, không đủ sức giúp cô được nữa. Cô hãy tìm thầy Pháp cao tay hơn tới giúp. Thầy nói rồi ra về. Trước lúc đi, thầy dặn cô An. Cô lựa lời khuyên gia đình chú Mạnh đó đi xem thầy, tìm người giúp giải dây oan nghiệp chướng. Tôi thấy gia đình chú ấy sắp tới sẽ không yên đâu. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Thầy nói thêm, có lẽ những thứ tôi cảm nhận được không phải của gia đình mình mà là của gia đình người đó. Tôi không nói mình giỏi, tuy nhiên gương mặt người đó cho tôi biết rằng anh ta sắp gặp hạn. Đó là đại hạn, cho nên cái hộp âm dương của tôi đã phát ra âm thanh rất gay gắt. Còn chuyện của gia đình cô thì vẫn bình thường. Cô cứ làm như tôi hướng dẫn thì tôi nghĩ không vấn đề gì. Thầy ra về, cô An quyết định về lại nhà ở. Mẹ chồng cô vẫn ở lại cùng ba mẹ con cô. Mấy đêm liền, gia đình cô bình an vô sự, không hề có bóng ma nào xuất hiện. Cô cũng thấy mừng. Tuy nhiên, cô chưa mừng được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Đêm đó, mẹ chồng cô không đến ngủ cùng ba mẹ con. Cô An đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động ngay cửa sổ. Cô choàng tỉnh, nhìn về phía cửa sổ, một cái bóng treo lơ lửng ngay cửa sổ nhà cô. Tay cô nắm chặt chiếc bọc nhỏ mà thầy Hiện đưa cho cách đó một tuần. Đêm không có trăng, nhưng bóng ấy cứ lơ lửng ngay cửa sổ, và đặc biệt là mắt nó có ánh sáng đỏ nên cô không khó để phát hiện ra. Điện trong nhà bị mất từ lúc nào không hay. Cô lấy hết can đảm bật đèn pin soi ra cửa sổ. Ánh sáng đèn bị cửa kính phản chiếu lại khiến trong nhà sáng hơn. Cái bóng ấy vẫn lơ lửng ở đó không hề biến mất. Cô nhìn rõ cái bóng trắng, ánh mắt sáng từ mắt cái bóng phát ra chuyển đỏ ánh xanh. Phía giường bên kia, thằng Khanh và Khang cũng tỉnh dậy. Hai anh em sợ đến mức không dám xuống khỏi giường. Cô An nhanh chóng chạy lại phía các con. Cô lấy lá bùa thầy Hiện đưa cho tuần trước dán lên cửa. Cả ba mẹ con ngồi thụp xuống và luôn miệng niệm Phật. Một lúc lâu sau, cô mới dám nhìn lại cửa sổ ban nãy thì chiếc bóng ấy đã biến mất. Điện trong nhà bật sáng. Cô thở phào nhẹ nhõm, giục các con mau đi ngủ. Khang đề nghị, mẹ bật điện sáng lên không còn sợ. Khanh nói, mẹ ngủ với chúng con được không? Con sợ con ma ấy lại quay lại nhà mình lần nữa. Cô An đáp, không sao, thầy dặn cứ dán lá bùa này lên sẽ yên. Cái bóng cũng biến mất rồi, chúng ta không sợ nữa, các con yên tâm đi. Cô An nói vậy để trấn tĩnh các con, nhưng thực chất cô cũng đang run sợ. Tay cô giữ khư khư cái bọc thầy Hiện cho và chiếc đèn pin. Cô tiến lại phía công tắc điện, bật đèn lên cho sáng. Cộc, cộc. Tiếng động phát ra ở bên chiếc cửa sổ bên cạnh khiến cô giật thót tim. Thằng Khang sợ hãi lao về phía mẹ hô lên. Mẹ, cái bóng ma ở kia. Cô An nhìn thấy cái bóng trắng ngay từ khi phát ra tiếng động. Nhưng cô không dám hô lên vì lo các con cô sẽ sợ hãi. Cô ôm lấy hai con trấn an. Không sao, sẽ không sao. Nó sẽ không làm gì được mẹ con mình đâu. Yên tâm, chúng ta cứ ở yên trong nhà. Vong oán phần 15, tác giả Hà Dương, Phú Dương. Một lúc sau, tiếng động lại phát ra phía nhà bếp. Cô An ôm lấy hai đứa con an ủi cho các con bớt sợ. Thằng Khang lý nhí. Mẹ ơi, nhà mình sang nhà bà nội ở đi. Con sợ lắm, con không ở nhà này đâu. Cô An rối như tơ vò. Cô nửa muốn đi, nửa lại thấy tiếc nuối ngôi nhà của gia đình.
phía cửa sổ bên phòng cô An lóe sáng, ánh sáng ma quái và mơ hồ làm cô bắt đầu hoảng sợ. Cô ôm chặt lấy các con để hai con cô không nhìn thấy thứ ánh sáng kinh dị ngay cửa phòng. Rầm! Tiếng mèo kêu ngoao ngoao làm ba mẹ con giật mình hoảng hốt. Bất thình lình, tiếng mèo ngoao lên thảm thiết, tự hồ như tiếng kêu gào da diết vang lên ngay sau cánh cửa ba mẹ con đang ngồi. Cô Khanh bật lên từng tiếng. Mẹ ơi, con sợ lắm, nó có vào nhà không mẹ? Cô An ôm đầu con khẽ thì thầm. Không sao, trời sắp sáng rồi, trời sáng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Cố lên con, nó sẽ không làm gì được mẹ con mình đâu. Quả nhiên, sau đó tiếng động và ánh sáng ma quái cũng biến mất. Ba mẹ con cô ngồi yên, nghe ngóng khá lâu mới dám đứng dậy về cái giường. Cái bóng trắng kèm đôi mắt đỏ rực cũng hoàn toàn biến mất khỏi cửa sổ nhà cô. Không gian lại trở về tĩnh mịch như nó vốn có. Cô ôm hai con của mình đến sáng mà không dám chợp mắt. Cô suy nghĩ lại mọi chuyện từ ngày chú Nam mất và đưa ra quyết định sẽ bán nhà, chuyển đi nơi khác sinh sống. Mẹ chồng cô nói đúng, dù sao ngôi nhà này cũng chứa đựng kỷ niệm buồn. Cô cũng không cần níu giữ. Cả đêm thức giấc mệt mỏi nên ba mẹ con cô dậy muộn hơn bình thường. Lúc ra bể múc nước rửa mặt, đánh răng, thằng Khang hét toáng lên. Mẹ ơi, có cái gì dưới bể nhà mình? Cô An chạy vội ra. Xác một con mèo đen đang dập dềnh trên mặt nước làm cô thoáng giật thót tim. Cô lấy cái cây vớt con mèo lên rồi nhắc con. Không sao đâu, là con mèo rơi vào bể nước bị chết thôi. Thằng Khang đáp. Đêm qua lúc tiếng mèo kêu là do nó rơi xuống bể hả mẹ? Hay là sao mà con mèo lại chết? Khu này làm gì có mèo đen đâu mẹ. Con sợ lắm. Hay là con mèo nó thấy ma nên sợ quá bị rơi xuống bể nước? Cô An không trả lời con trai. Một loạt các nghi vấn được đưa ra, không có lời đáp. Cô quay lại nói với hai con. Các con chuẩn bị đồ đạc sớm đi, mẹ con ta sẽ đi nơi khác sinh sống. Quyết định bán nhà được đưa ra nhanh chóng. Anh em chú Bắc và cậu Tiến cũng tranh thủ thời gian giúp cô An tìm ngôi nhà mới. Tuy nhiên, không phải nói bán nhà là bán được nhà ngay tức thì. Cô An cùng các con chuyển sang nhà mẹ chồng ở tạm trong thời gian chờ mua nhà mới. Suốt khoảng thời gian cô ở nhà mẹ chồng, cô An tuyệt nhiên không hề mơ thấy ác mộng như trước nữa. Điều đó lại càng khẳng định cho sự ma quái trong ngôi nhà cô đã ở. May mắn cho gia đình cô khi ấy, cậu Tiến có đồng nghiệp cần bán để định cư nước ngoài nên giới thiệu cho chị gái mua luôn. Một tháng sau, cô An chuyển đến một ngôi nhà mới cách ngôi nhà cô đang ở tận hơn 20 km. Căn nhà cũ cô đang ở được bán lại cho một cặp vợ chồng son ở cùng huyện mới ra ở riêng. Cặp vợ chồng trẻ ấy ngày đầu về nhà mới phấn khởi nhiều lắm. Họ làm hẳn mấy mâm cỗ đãi tiệc tân gia. Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên ngủ lại căn nhà mới, chị vợ bị dọa tới ngất xỉu. Anh chồng gào thét mở cửa lao ra ngoài lúc nửa đêm tri hô xóm làng giúp đỡ. Hàng xóm lại được phen ầm ĩ giữa đêm khuya vì vợ chồng họ. Sáng ngày hôm sau, cô vợ tên Soan một mực bắt chồng bán nhà. Anh chồng vẫn động viên vợ. Đất có thổ công, vợ chồng mình chắc mới mẻ về ở lễ tạ chưa chu đáo nên bị trách phạt. Anh gọi điện cho mẹ sang sắm lễ tạ và trấn đất xem sao đã. Vợ chồng mình vừa mới mua nhà, đâu phải nói bán là bán như mớ rau thấy được. Cô Soan, em không biết, chắc chắn trong nhà có ma. Em nhìn thấy nó trắng toát đứng ngay ở đầu giường, mắt nó đỏ rực, cái lưỡi dài thè ra nhìn rất đáng sợ. Anh cũng nhìn thấy còn gì nữa? Chú Lê, chồng cô Soan đáp. Chắc là do em mệt mỏi cho nên gây ảo giác thôi. Cô Soan một mực lắc đầu. Không, em không gặp ảo giác. Còn mãi nó đứng ngay đầu giường thè cái lưỡi đỏ lồm ra dọa em. Em đã cố nhắm mắt vào nhưng nó lại đánh đu trên đỉnh màn. Em thấy rất rõ ràng. Hàng xóm cũng bàn tán xôn xao. Bây giờ vợ chồng cô Soan mới biết mảnh đất họ đang ở trước đó đã từng có người chết do thắt cổ. Cô Soan run rẩy. Anh à, mình bàn với mẹ bán nhà đi được không? Nhà có người chết thì chúng ta sẽ không ở được đâu. Hơn nữa, người ta là thắt cổ chết đấy. Em nghe người ta kháo nhau rằng những linh hồn người chết do thắt cổ sẽ không siêu thoát và luôn lãng vãng quanh chỗ họ chết mà sinh oán hận với những ai đang sống ở đó. Chú Lê thở dài. Em yếu lại hay ra gió. Ma quỷ ở đâu mà oán với không oán, người chết là hết. Anh không thấy nên anh không sợ, chứ em nhìn thấy tận mắt. Được rồi, anh sẽ bàn bạc với mẹ rồi tính. Mà em đi đâu cũng bị trêu thế.
ngày trước ở nhà bố mẹ em cũng bị trêu, giờ ra nhà mới ở riêng em cũng bị trêu. Anh đang nghĩ chuyện không lẽ con ma nó đi theo em tới tận đây à? Cô Soan giận. Vậy anh không tin em sao? Ở nhà bố mẹ em chỉ thấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện, chứ ở đây em nhìn nó rành rành trước mắt. Cô vừa nói vừa chì tay giơ chiếc vòng lên. Đây là vòng trì chú ở chùa, em đã nhờ người thỉnh về. Từ khi ở bên nhà bố mẹ em vẫn đeo bên người và không hề bị trêu thêm lần nào nữa. Giờ sang đến đây em mới bị dọa tới ngất xỉu, anh còn nghi ngờ em nữa sao? Chú Lê thấy chiếc vòng vội thắc mắc. Đúng là em đeo vòng trì chú, vậy sao sang đến đây em lại bị trêu? Không lẽ con ma này nó không sợ Phật ư? Cô Soan đáp. Nó đáng sợ lắm, nếu anh không giải quyết được thì em về nhà bố mẹ ở, chứ nhất định không ở lại ngôi nhà này thêm một ngày nào nữa. Cô Soan nói là làm, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào vali, chờ quyết định của chồng. Chú Lê thích ngôi nhà nên không muốn bán, chú bàn bạc. Được rồi, anh sẽ nhờ mẹ mời thầy về yểm bùa đuổi ma, em cứ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết. Cô Soan nghe chồng nói vậy thì cũng đành theo, thầy cúng nhanh chóng được mời về làm lễ. Hàng xóm thấy vợ chồng trẻ vừa về nhà hôm trước, hôm sau lại cúng bái cũng ngạc nhiên mà hỏi thăm. Sao nhà cô chú có việc gì mà phải cúng bái thế? Cái nhà này chị An trước đây cũng cúng, bây giờ cô chú cũng y chang như vậy. Cô Soan đáp, nhà con cúng trừ ma, con nghĩ ở ngôi nhà này có ma đấy bà. Ma quỷ ở đâu mà ra hả cô? Chúng tôi sống tới từng này tuổi còn không thấy con ma mặt mũi nó ra làm sao? Cô Soan đáp, chắc con yếu bóng vía nên con thấy, chứ chồng con cũng không thấy gì bà. Con làm cho yên tâm, chứ cứ bị dọa mất ngủ thì con sợ chết mất. Thầy cúng làm lễ xong cũng xin âm dương nói chuyện với linh hồn. Đáng tiếc thay, thầy xin lần nào cũng không được. Thầy khuyên cô Soan, tôi đã xin giúp gia chủ nhưng không được. Vậy nếu đêm nay gia chủ vẫn còn bị dọa thì dùng chai nước thánh đã trì chú này rắc về phía gia chủ thấy ma quỷ thì nó sẽ lập tức biến mất. Ngoài ra, ma quỷ kỵ tỏi, gia chủ có thể mang theo tỏi bên người cũng tránh được ma quỷ. Cô Soan nhận lấy chai nước, cảm ơn thầy rối rít. Chú Lê thì nghe lời vợ, mua cả bọc tỏi to, treo hẳn ở ngay góc đầu giường. Mẹ chồng cô Soan thấy vậy, chép miệng. Mẹ chẳng hiểu nổi vợ chồng các con nữa, người ta ở không sao mà vợ chồng con đi đến đâu là bị trêu đến đấy. Cô Soan đáp, con sợ tới ngất xỉu đó mẹ ạ, chắc do con yếu bóng vía nên dễ bị trêu hơn người khác. Con không muốn sẽ nhìn thấy những chuyện không đáng nhìn đâu mẹ ạ. Được rồi, mẹ mời thầy làm lễ rồi đó. Con yên tâm đi, con cũng đừng nghĩ tới ma quỷ nhiều nữa. Ban ngày nghĩ nhiều thì đêm đến lại mơ thấy ác mộng. Tối đó vợ chồng cô Soan đi chơi về muộn. Cô Soan mở cửa nhà, bất chợt thấy rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo trong nhà tỏa ra. Cô gọi chồng. Anh Lê, sao em cảm giác trong nhà lạnh lẽo khác thường lắm? Tự nhiên em thấy sợ. Chú Lê cho xe vào nhà, rồi bật điện lên. Nhà thì vẫn vậy chứ có gì đâu mà em sợ, anh thấy vẫn bình thường mà. Cô Soan vào nhà nhưng cảm giác hồi hộp làm cô hơi khó thở. Cô tự trấn an bản thân, không sao, chắc là do mình vừa đi ngoài đường về khuya nên thấy lạnh, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó cô Soan trằn trọc suy nghĩ rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ. Chú Lê nằm cạnh đã ngủ rất say. Tiếng chút cửa có người vừa mở làm cô Soan giật mình tỉnh giấc. Cô nhõm dậy nhìn ra phòng khách, cửa nhà cô đang mở toang. Ánh sáng ngoài sân hắt vào trong nhà mờ mờ ảo ảo. Cô dụi mắt vì nghĩ mình đang nằm mơ. Một bóng trắng vụt qua cửa vào nhà. Cô sợ hãi lai chồng. Anh ơi, dậy đi, nhà mình có trộm. Cô càng lai thì chú Lê lại càng ngủ say thêm. Cô nằm xuống lấy tay nhéo mạnh vào người khiến chú Lê giật mình hét lên. Đau quá, rằm lại nhéo anh. Cô Soan chỉ ra cửa. Có người vào nhà mình, cửa mở kìa anh. Chú Lê dụi mắt mấy lần rồi ngáp một cái thật dài. Em không ngủ thì để yên cho anh ngủ chứ, ngày mai anh còn phải đi làm. Cô Soan sợ hãi. Cửa mở kìa, anh không thấy sao? Cô nói rồi, hai tay ôm chặt lấy chồng. Người cô bắt đầu run lên vì sợ. Chú Lê nhìn ra cửa rồi lại nhìn sang vợ. Cửa nào mở vậy em, anh có thấy cái gì đâu, cửa nhà mình vẫn đóng mà, tay anh khóa cửa, chìa khóa anh để đây thôi. Chú sờ tay lên đầu giường, lôi chiếc chìa khóa ra trước mặt vợ. Cô Soan trợn mắt lên ú ớ. Đi ra, mau đi ra, đi ra. Chú Lê chào mày,
Em đang nói cái gì thế? Cô Soan gục đầu vào người chồng. Nó đang đứng ngay cạnh anh kia kìa, em sợ lắm. Anh đuổi nó đi ngay cho em. Chú Lệ bình tĩnh nhìn xung quanh một lượt rồi đáp. Em lại thấy cái gì vậy? Anh không thấy gì cả. Bất chợt cô Soan thấy bàn tay lạnh toát luồn vào giữ lấy cái cổ của cô. Cô gào lên, tránh ra, mau tránh xa tôi ra. Cô Soan giãy giụa, bàn tay ấy ra sức siết chặt lấy chiếc cổ nhỏ bé của cô. Mắt cô trợn lên, miệng cô há ra, cố gắng lấy hơi để thở. Chú Lê bây giờ tận mắt thấy vợ đang dùng tay bóp cổ đến mức thẹ lưỡi, trợn cả mắt cũng thấy sợ hãi. Chú lấy chai nước thầy cúng cho đổ thẳng lên người cô Soan. Cô Soan từ từ buông lỏng tay của mình ra, nằm gục xuống giường. Chú Lê vội ôm lấy vợ. Em ơi, em làm sao thế? Tại sao em lại bóp cổ của mình? Em nói đi, em đừng làm cho anh sợ. Cô Soan nói yếu ớt. Cứu em, nó bóp cổ em. Cứu em anh ơi. Chú Lê lấy chai nước còn lại dốc hết lên người vợ thêm lần nữa. Cô Soan thở yếu ớt nhưng đủ sức nắm lấy tay chồng lắp bắp nói. Nó đang cười, em sợ, anh mau đuổi nó đi. Chú Lê bị cô Soan làm cho phát hoảng. Chú lấy bọc tỏi ném lung tung ra khắp phòng. Cút đi, mày là ma quỷ nơi nào dám về đây quấy phá nhà tao. Mày mau cút đi, không tao chém mày chết. Chú Lê nói rồi trường xuống đấy, túm lấy con dao điên cuồng chém về khoảng không trước mặt. Miệng chú nói không ngừng. Mày cút đi cho tao, vợ chồng tao gây thù chút oán gì mà mày lại quấy phá chúng tao. Không có tiếng đáp lại, tất cả chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Chú Lê lại im lặng nghe ngóng. Cô Soan mấy giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô đưa tay lên sờ cổ của mình, nơi ấy vẫn còn đau do bàn tay ma quái bóp cổ cô ban nãy. Cô lấy một củ tỏi đưa vào miệng mình cắn. Vị tỏi cay nồng xông lên khắp khoang miệng, làm tinh thần cô đỡ hoảng loạn hơn trước. Chú Lê hỏi, nó đã đi chưa em? Cô Soan nhìn quanh một lượt, không thấy bóng ma ban nãy đâu cả, mới từ từ đáp. Em không thấy nó nữa rồi anh ạ. Chú Lê đỡ vợ nằm xuống, chú lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, sao con ma lại cứ nhầm vào em chứ? Anh có thấy cái